Ok, mời lên anh em. Ai tiếp tục một con game mới. Để Google nó ai. Đây. Căn phòng sâu nhất sự hồi sinh. Game này là một con game thể loại thẻ bài. Nó cũng mới ra mắt gần đây thôi. 25 tháng 10 là cách đây đúng tròn tháng luôn á. Đây, nhìn trông nó có vẻ thú vị nên tôi cũng theo dõi tin tức nó khá lâu rồi. Nên nay thì cũng vô chơi thử con game đó làm sao. Đây đang có cái livestream nè, nhưng mà coi video đi. Nó có cái đường đi mà phân nhánh khá giống như con Layla Fly hay là mấy con khác nè, giống CD chấp Master 2 luôn hay chơi. Cũng có một vài cái lựa chọn để mình nâng cấp thẻ bài luôn. Thì cơ bản mấy cái yếu tố này thì nó giống như cái thông lệ mà của cái dòng game thẻ bài luôn rồi. Game này thì đồ họa nó hơi cổ một tí, cảm giác hơi PlayStation 1-2 á, tức là ma mị lâm tối luôn nha. Mình cũng thấy gấp đồ mà lựa chọn mấy cái trang sức theo nữa rồi. Đội quân anh hùng của mình hình như là hồi nãy có 3 người chứ đó. Game này của bộ chơi là phải tốn thời gian tìm hiểu rồi đó. Nếu không thì thua thôi. Cộng 100 chim cơ, 45 sự kiện, 35 loại thuốc, 65 trang bị. Nói chung mà thể loại thẻ bài pha thêm tí yếu tố nhập vai nữa. Gogurai là chắc ăn cho cái dòng thẻ bài này. Đây có thêm yếu tố nhập vai nữa. Tình bay tá tích tát fantasy. Rất là nhiều cái thẻ tình bay luôn. Game này thì làm gì phân dân góc nhìn thứ nhất hay thứ ba gì đó. Nên mà tiết kiệm một thẻ đây. Đây nè. Nếu như cào vô cái hầm ngục thì có cái thẻ này. Ok. Game này được đánh giá rất là ngon nghẻ không? Mới ra 1 tháng là gần 300 đánh giá như thế này quá thành công rồi. Cái đợt mà sale này cũng được hơn 100 đánh giá nữa nè. Doanh số tăng rất là tốt luôn. Nơi sâu nhất của hầm ngục. Rồi để tôi lóc FPS lại cái. Đây, quét khói có gì chút nữa gặp mấy từ khó thì mình còn có thể dịch được nha. Đỡ phải toan quá. Nhiều năm trước thì vào một đêm tĩnh lặng, người dân thành phố đang say giấc nồng. Bắt đầu phát ra một cơn hỏa hoạn hả? Một cục lửa bùng lên từ một cái tòa tháp cao nhất trên này. Cái khoảnh khắc đó thì bất ngờ diễn ra tại thành phố. Còn có gì đó? Ngọn lửa bao trùm cả thành phố luôn. Thì dân lúc này chỉ có bỏ xứ đi cùng với nhà vua thôi. Rồi bây giờ dân hình như là chui xuống cái đường cống ngầm sống nè. Trải qua nhiều năm nè. Hàng ngàn người đã hy sinh. Luật pháp và trật tự ở khu dưới này thì gần như là vô nghĩa. Rồi đến một ngày vị vua và những cái mà tín đồ của ông, những cái cận vệ của ông đã bắt đầu tìm một cái hướng giải quyết cái vấn đề này. Nhưng mà cái cốt truyện sao mà nó hơi kỳ lạ như đó, tự nhiên lại đi xuống cháy ở trên thì cái dân làng nó bỏ đi, sao lại bỏ ở đây. Cái bài thi của bạn là quyết định gồm 3 người đã quyết định đi xuống cái mà bên dưới cái mái vòm này thông qua cái đường hệ thống ống cống. Hồi xưa mà xây được cái hệ thống cống ngầm như thế này là quá kỳ công quá.
Bây giờ mấy cái nước phát triển người ta có thể thống thoát nước như thế này rất là tốt, chả bù Việt Nam mình. Rồi xong cái lối mà cái này lối vào hay lối ra ta, không có đường trở về nữa thì cái lối ra nó bị chặn rồi. Một là mình thành công cái nhiệm vụ dưới này, còn hai là mình bay màu luôn, gọi là một đi không trở lại, đúng nghĩa đen luôn á. Bây giờ đánh với cái cổng hả? Depth of field thì bỏ nè, tuyệt đối không xài cái này. Môi trường nghe nó ghê ghê thôi, cảm giác giống mấy game kinh dị á. Ok chưa? Ổn quá không? Đầu hàng option main menu thì xong, chúng ta như mới bắt đầu vô cái đó. Kiếm sĩ gây 5 đam, cây kiếm này gây 5 đam dài sao kéo thả lên đúng không? Vũ khí của ông này thì gần như không có hữu dụng gì với cổng này cả nên nó gây không đam nè, chỉ có cái phép này mới có thể tấn công và gây tổn thương đó thôi. Đây, fireball đây, cầu lửa. Rồi sau đó là cái khiên phép, vậy là kiếm sĩ nè, pháp sư nè, mục sĩ, cái gì ta quên này, giáo sĩ mục sư gì đó. Đầu tiên phải sử dụng cái cạc đó, cạc này gai 3 cái, khiên cộng 2. Khi sử dụng cái cạc này á thì nó sẽ mà bót cái phép cho cái cạc kế bên đó, nhưng mà làm sao để biết cái điều đó? Fireball nó tăng cấp rồi nè, cộng 2 nè, nhưng mà làm sao biết nó có ghi ở đâu không? Nó lên 8 với 3 luôn kìa. Cái hướng dẫn này cần phải coi lại nha. Cái lá này thì sao? Rồi, cơ bản cái khiên á thì có cái phòng thủ nó thôi. Mình đi từ trên xuống thì dưới lên ta. Keeper là người giữ cửa nè, sự kiện là combat nè, guide là chắc nghỉ ngơi thư giãn giống cái campfire á, nhưng mà thay vì làm cái đốm lửa thì làm cái nến, nên mình sẽ đi combat là bắt buộc rồi. Cái này chỉ có một đường đi thôi, sau đây đếm giờ đây nữa. Trước khi bắt đầu cái trận chiến thì mình có thể chọn nâng cấp một cái lá thẻ này. Đây là nâng cấp thì nó sẽ hiện lên cái chấm ở đây để coi cái lá nào hữu dụng nhất. Nâng cái lá này lên nó chỉ cộng 1 siêu thôi, nâng cái này lên nó cộng 2 giấy. Hiện tại bài của mình không có gì nhiều. Nâng lên thì nó thành thể thao luôn. Đầu tiên thì không biết gì hết thì chắc nâng lá này thôi.
Dùm bay hả? Heal. Heal này nó có tăng vô cái máu tối đa mình không? Làm sao biết con này nó tấn công ai ta? Sao nó tăng vô lá này mà nó không tăng vô lá này? 1/3 điểm, mình còn 1 điểm nữa thôi. Hết điểm rồi, em tôn. Đánh 2 lần mỗi lần 4 đam, đánh vô ông này. Nhưng mà nó bất tử thì làm sao phá phép với nó? Nó đánh hình cây kiếm này là sát thương vật lý hay là sát thương gì đó? Nó có phân biệt sát thương vật lý với gì không? Hay chỉ là siêu với siêu thôi? Mất một máu nào phải không ta? Giờ vậy đánh xong rồi nó mới hướng dẫn có hai loại sát thương là sát thương vật lý là sát thương phép nè. Cuốn sách là phép, còn cây gậy là một vật lý. Tiếp tục nó sẽ đánh vô em này 4 đam 2 lần. Mình có 13 đam. Rồi, giờ đủ. Đốt từ sáng ngon. Ngầm mít gun farm hả? Cái trang trại dùng nấm thôi. Đây có thể là cái nguồn lương thực chính cho cái bọn dưới này. Mình có 6 cái gì ở đây nè. 6 tiền, chọn một lá bài. Wow. Hai cái điểm này là tác dụng gì đó? Ba lá này đều bị thao hết. Nên lấy thử cái lá 1 điểm này để biết cái chỉ số cầu phút nó là cái gì. Cầu phút nó thường là ăn mòn. Mình đang xuống sâu hơn. Rồi đây. Tự nhiên lúc đát một lá bài này làm gì có ai mất máu đâu. Cái lá mình mới lấy đồ ta. Đây. Mình nâng nó lên thì sẽ cộng 1 lần nữa là sao? Tức là boss 5 lần là lên 6 lần á. Thôi gì không chơi đâu. Cộng 2 phép nữa là lên 7 phép. Nâng 1 lần nữa thì lên 2 điểm yếu. Cái lá Fireball của mình đâu ta? Ủa? Hồi nãy là 2 lá Fireball nha. Nó cho nâng 2 lần nè. Nhưng mà bây giờ mình không được chọn cái lá hồi nãy. Coi cái bộ bài mình đâu. Hồi 5 máu hả? Hồi 5 máu cũng được. Rồi đấm nhau thôi.
không ngon. Cái này cộng được 2 nhưng mà nó tăng 2, còn cái này thì tính ra nó tăng tới 3 lần. Sao ta? Nâng cái này cái kia đi cho nó đều. Chú Hề á, vô cơ á, thanh niên hồi chiều mới trúng thưởng à. Hiện tại là nó chưa tấn công nên mình sẽ tấn công trước. Chưa biết nó đánh ai nên từ từ đó. Cái lá xài cuối thì đương nhiên nó sẽ mạnh hơn. Cái gì chưa kịp đọc cũng nổi ơi, từ từ, 7 đam vào em này. Cái lá này là nó nguyền rủa mình, là bây giờ mình đi dính 50 trăm đam đó, mình phải bót cái lá này lên thì nó mới hết. Bót boost là khi mình xài lá này là hai lá hai bên nó sẽ được boost giống nãy nó nói á, nên cái lá này thường là xài mấy lá trong trước, mấy lá ngoài kia thì nó lỗ hơn. Bây giờ nó đánh 7 đam vô đây, cứ cho nó đánh đi, tí nữa mình hồi 3 máu. Trừ 4 máu, có cái bàn tay gì đây? Rio bị đánh ngẫu nhiên. Thằng Huệ nó sẽ tăng thêm 2 đam nữa. Mình xài lá thủ xong tới hồi máu rồi tới lá lửa. Không không không, hồi máu cái hết máu luôn à. Dứt điểm nó nhanh gọn đi. Đam vô ông này. 7 đam thì mình bật cái khiên lên là xong. Không có khiên. À có khiên đây. Nếu như xài cái khiên này. Không, nó đã được boost rồi. Đưa cái cạc này về bên tay phải là để mình xài cho khống chế cái bút nó dễ hơn đó. Bên 7 đam mà 6 giáp. Còn 1 máu kìa. Đã hồi máu đâu? Đây đây đây. Rồi ok, vẫn ổn. Một cái nhà kho. Thì quân đội và hoàng gia là chỗ này đã rất nhiều năm rồi. Nơi này trông như là không có ai đến đây một thời gian dài. Nhưng mà sao có thằng hệ ở đây? Tại sao? Cái này thì để thanh toán dược phẩm. Cái này cũng vậy luôn. Cái này độ khó à. Cái này số tầng. Nãy mình mới đi tầng 1 thôi. Chamber là cái cổng thôi.
Gao là ngược đấu. Cái gây này là cái gì? Gây sẽ mà tăng thêm 1% đam. Cái chain, chỉ số chain này là nó chỉ ảnh hưởng đến sát thương vật lý thôi, nên chỉ có mỗi cái này xài được. Gây 10 đam nhưng mà cái cạc kế thì không xài được, lấy cái này đi cho tới u sức mạnh trước đã. Mình đi tới đâu rồi ta? Sự kiện nào? Vô đâu hả? Cái con này là cái này hai cái chân nó hay gì? Gai ảnh đó. Quá. Thấy nó ghê ghê cái mình rồi hả? Bây giờ đấu boss rồi. Cộng có hai phép là không đáng kể. Tăng thêm một lần cũng không đáng kể luôn. Tăng thêm hai phép một cái miếu. Hiu hiu sao á. Trời ơi, người cái cổng là vô hình luôn kìa. Nhưng mà nó có cái tay để cầm cái cây mà. Cây này gọi là cái gì, là cây mây vậy? Nó tên là đây luôn. Nó sẽ đánh vô Gibetka này. Cái kẹt được boost lên sẽ gây 3 lần đam. Máu 1.900. Ây da. Mười bốn đam cho em này. Bốn đạm lần đó. Bây giờ 27 đạm. Con quỷ này đánh sao trời, 27 đam lại quạng ông này bay màu luôn á. Ui da, 15 đam tất cả. Lá này nó chỉ gây thêm 2 đam thôi, không đáng kể. Cái lá này thì được boss rồi. Mình chỉ xài được 3 lá hả? Hiêu một phát. Hiêu khiên với cái lá này.
Ông bật cái khiên là nó đập cái 15 đam là chết luôn á, bây giờ đập cái còn 2 máu nè. Tăng 3 chen nữa chứ giờ ai chịu nổi. Chém non cái đây. Bây giờ 17 đam như em này. Vậy giờ đang âm 5 máu. Chém phát thì cũng vừa đủ đam thôi, không có cửa ngóc lên nữa. Còn 12 đam nè. Nhẹ tay anh ơi, nhẹ tay. Rồi, liệm chắc rồi đó. Không có cửa nào sống nổi nữa. Bay màu bay màu rồi thì bỏ đi. 19 là em này cũng bay luôn rồi, không có đường ngồi đó được. Ui dạ. Tăng 3 gen nữa. Lá này phui rồi. Kéo cái lá này qua bên phải để mình xài lá này xong kích lá này lên. Đây để xài cái lá khiên này. Cái lá khiên này cũng được boost cái nữa. Nhưng mà boost lên thì cũng không có tác dụng gì đâu. Hai chục đam một hit nữa đi luôn. Còn 3 máu chắc chúa cái gì ta. Rồi bây giờ là hiểu chắc rồi, không cần suy nghĩ nữa. Bây giờ bye bye tạm biệt. Sao chào mừng trở lại. Những kẻ lang thang dũng cảm là sao? Mình gặp ông này bao giờ chưa mà mừng trở lại. Bây giờ mới bắt đầu trò chơi nè, hồi nãy chỉ là tutorial hướng dẫn thôi. Mình có ủa tiền mình đấu cho này, cái nến này chỉ giữ được thôi. Nó tròn 2 máu, cái nến 4 máu, quần 4 máu. Khi bắt đầu combat thì gây một cái thủ.
Ừ, cái quần hiện tại còn 4 máu rồi. Trời ơi. Mua cái quần tưởng đâu chỉ số ngon nhất, hóa ra nó chỉ tăng có 1 điểm. Vớ vẩn. Vớ va vớ vẩn. Này là cái lọ thuốc hả? Cái vỏ thuốc của mình. Vậy game này phải cày cuốc hơi bị mệt rồi đó nha. Trên cơ chả có cái nào luôn. Cày cũng chưa có nữa. Cái này hai con quái mình mới gặp thôi. Game này là phải cài hơi bị nhiều đó, game rất là cực luôn. Độ khó một mà hồi nãy con quái 1800 máu. Bảo vệ cho cái debuff kế tiếp. Combat. Boost thì mình chưa có boost đâu nên không lấy cái này rồi. Boost nhẫn khiên. Lấy cái chân gà thôi, cái chân gà có vẻ ngon nhất á. Đây bắt đầu cái chia đường ra nè. Đi thử thử lấy cái này. Chơi mà 3-1 20 đám. Trời ơi, 20 đám mà không thấy lóc thì sao chơi? Ờ, 5 đám chuyển mục tiêu qua đây hả? Một lá, hai lá. Một, hai, ba. Bây giờ nó lại 20 đam rồi. Mới quay đầu mà nó khó khăn cái gì, chết luôn cả. À, phải bảo vệ nó trước cái lời nguyền.
Đây đến em này hút đam vô. Hồi máu. Xong gây phép rồi bút cái khiên vô cũng được. Chết rồi, hồi máu 2 điểm rồi. Thôi em này chịu khó đi. Lá này, lá này, tới lá này. Rồi, ok. Niên này mất 20 máu rồi. Vui máu kìa. Vậy mình hồi máu cho nó làm chi? Mấy cái nguyên liệu này hồi về để chế thuốc thôi đây nè. Tại chỉ có chế thuốc được bằng cái lọ thuốc rỗng và lấy rễ cây. Cái đồng hồ cát này vẫn chưa biết là cái gì. Thử cái này á. Hai gân à. Thì thử cái bên phải. Bà nội trợ. Nó sáu thủ thôi nên mình cứ bêm nó. Hai lần ba đam là sáu đam vô đây không vấn đề. Bốn đam vô đây. Cái lá này khi giết nó xong rồi thì nó hết cái phép đó không ta? Boss 4 lần nó mới hết rồi. Cho đánh ra đi.
nó đánh đâu qua đối thủ mình đâu. Tụi này mình giết nó một máu nữa hả? Rồi phải là kích cái đá này bể rồi mới giết được nó. Rồi kích cái nữa nè, ba vạch đây, kích cái nữa là bể bốn vạch nè, mà hết điểm giết rồi. Rồi bây giờ bay màu chưa? Sướng sát nẻ hùng độc. Cái này đánh số đông mới ngon, đánh đơn thì chưa ngon đâu. Đi chợ anh em ơi. Bà này bán bài. Tiền đâu mua? Elite hả? Neo là cái gì? Bút hai lần thì cái đá này nó chỉ còn có một điểm thôi. Đây cái con cục chân nãy nào có ra con chim nữa nào, ra con chim nữa nào. Ủa cho hết ra chim mày. Bảy đam vô em này. Tám đam. Ủa? Sao nó đánh này? Cái lá này là của nhân vật nào ta? Tất cả Hego luôn. Mình xài lá này, xài lá siêu này. Không có siêu gì hết. Đam là tất cả phòng thủ của mình luôn. Quốc. Bây giờ tới một lá nữa. Lá này thì mát rồi. Gây một điểm yếu hả? Để giữ cái lớp siêu mình lại. Thank you.
Nó phá thủ xong á đánh 10 đủ tiếp. Mình sẽ rút cái lá này đi, rút cái lá này để qua phải để mình xài cái lá fireball này, nó boost được lá defense này. Đây, rút cái lá này. Ủa đâu tiêu rồi? Rút cái lá này qua đây. Đó, bắt đầu mình xài lá fireball này nó sẽ kích được cái lá này lên một thủ nữa. Boost. Đó, bây giờ thủ nó xuống không, nhưng mà khoan. Xài luôn đi. Nó không điểm mà. Bây giờ mình chém nó một cái đã. Mình sẽ thủ tiếp cái nữa cho tiết kiệm được nhiều máu thì tiết kiệm. Tại vì trong tuần này cũng không đánh được nó. Cái gì đây? Móng ngựa. Vô được cái commando sắp quét bí mật. Không hiểu cho lắm. Được tiền nào. Đi được cái khẩu vật đi. Bugatti là cái gì? Chống lại một debuff đó. Khi mình rút trúng cái card này thì rút thêm một card nữa. Ủa, mỗi lần mình đít một card chứ. Đít card thì có trường hợp nào mình xài không? Không, lấy cái này trước đi. Trước mắt thì lấy cái đơn giản dễ sử dụng hiểu trước. Hai điểm trí tuệ này xài sao? Chỉ xài trong combat thôi. Đây 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 đây, một cái nón. Nó là cho ai? Một máu. Móng ngựa này để đâu ta? Ủa thằng này có cái khiên. Có XP nữa nào. Vậy là mình sẽ có lên cấp nữa nha. Nhận cái này. Nhận hai cái này. Tiếp theo là bốc bài. Cái ít thì cái ít này biết rồi. Cái này đánh AOE được. Cái card dưới cùng của bộ bài á là sao? Hai điểm lận, mình không có điểm. Lấy lá này trước đi. Đánh thợ rèn rồi, bây giờ mình có hai lần upgrade nè. Máu ít thôi nghe ông nội. 16 mà còn đỡ.
Trời, chuyển qua nó vẫn đánh 20. Một hai ba đánh theo thứ tự phải qua trái. Mất 3 máu, 34 đạm vô này lạng quạng bốc hơi luôn đó. Không ổn rồi. Thôi đều xài thử cái này. Bảy máu vẫn sống. Bốn mươi hai phần trăm thì vậy là nó sẽ gây 10 đam. Chạy lá này trước. Không đủ, không tới cầu lửa. Rồi lấy 300 điểm nộ lần đỏ sao được. Tám đam thì không sao. Do 32 đam là 300%, tức là đam nó vãn là 11.
cho nó một yếu trước. Đam nó còn 18, 18 đánh vô này vẫn sống. 12. 12 có thể xài cái khiên này đánh vô lên 21 lên 12. Xong rồi. Đấy, đâu hồi đầy máu nữa. Thì Go gank siêu 10 lần thì địch gây 100. Đấy. Cái bông này ngon hơn nhiều. Áo mới, áo mới. Lên được một máu nữa, với một cái hiệu ứng gì đó. Cái lá đầu tiên này á là mình lấy được cái ba điểm này khi một cái kẹt Ethel. Ethel tức là cái lá kẹt xài một lần á, như cái này nè, một Ethel dưới nè, thì nó sẽ gây một điểm một gửa lên. Cái điểm một gửa này sẽ tăng phần trăm đam, tối đa mình tích được 40 đam, tức là mình Ethel 13 lá bài á thì sẽ tăng được 39% đam lên quân địch. Ngược lại thì cái lá này gây đam đây 4 đam mỗi lần gây đam, thì cái lá này nó sẽ ngon hơn lá bên trái á. Tại bài mình đi thao hên xui lắm. Hai lá này kết hợp với nhau khá là ngon rồi. Còn không thì lấy đá giữa đi. Giờ chúng ta xuống cái cống ngầm này nè. Ủa? À đi xuống. Mình bát. Đánh đi bên phải, đánh đi lết thử rồi. Diễn ngũ ma dương hả? Gây 15 đây. Lá này không có đam. Nhưng mà vẫn phải xài cái lá này để lấy một điểm thủ nha. Xài đi. Dù không đam. Lấy một điểm thủ dần này. Để nó mất một máu thôi. Đó, mất một máu. 5 đam vô này là nhận 3 trên. Kéo cái lá này qua bên phải. Rồi mình xài cái lá này để đép vô cái lá này. 5 thủ, ok. Hiêu này hiêu 5 máu lận chưa cần cho lắm.
Xài lá này không mới lá defense này tới lá này. Này chứ. Không lá này xài cái hết điểm luôn. Một. Một. Hai. Ba. Bốn. Một lá, hai lá. Hai chục đâm, 20 phát hai lần. Mày gì mày đâm? Mày gì đâm? Bò bít tết. Bò nướng bít tết. Làm thế nào mà nó sống ở đây được? Thành phố bốc cháy thì họ không có lựa chọn nào khác. Lên cấp chưa ta? Tới nào mới lên cấp lận? Đây 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 cũng giấy bốc cháy của mình đây. Này ta hay cái này. Nói thần á, nói thần anh Dương Vương á, ba con nữa nè. Ba độc vậy em này. Sáu đam ba độc, ba độc thì không dính đi boss rồi, có cái khiên này. Bốn đam cũng đỡ. Bây giờ lại gây ba độc nữa, vậy phải giết này mới được. Hai ba
Vãi thiệt, nó đẩy qua đây. Tính sai rồi. Tính sai. À, dính ba độc. Cái da, cái da. Gì đâu mất thêm 4 máu nữa hả? Xài lá này xong xài lá này. Rồi tới lá kia rồi tới lá này. Nãy đánh vô con này có khi nó nổ lửa lên kìa. Không tác dụng luôn. Chơi ngu rồi. Bây giờ 6 đam luôn rồi, chết. Càng đánh là càng lỗ.
mất cái động ta. Chưa dĩ nhìn nữa cây máu giờ này sao đến boss nổi. Cái này hồi nãy đi với lá thịt thao rồi đúng ngon luôn rồi. Không nghĩ là có lá này. Cái lá đầu tiên lúc mà đánh boss bên trái á, mỗi lần xài thì tao nó cộng 3 điểm á, thì có lá này thì đúng ngon luôn rồi. Vậy mà hồi nãy không biết là có tồn lại lá này để dọn lá bên đó. Bây giờ máu mình ít thì nên lấy lá lốc nè, nhưng mà tôi không muốn. Cá sấu kìa, cá sấu đường hầm kìa, 188 máu. Dạ. Bây giờ 8 máu. Đâm vào con này vẫn sống. Đi ra không đủ 3 thủ rồi đi luôn nữa nha. Mất một máu đều hết.
Lá này, lá này rồi tới lá này. Mười đam vô con này á, không đổi được. Gặp hết máu rồi. Không có heal, mới chỉ có cái này thôi. Nãy giờ nhiều cái lá con này quá ha. Nãy lấy cái mà chơi theo cái trò thể thao quá là ngon này. Con cua kìa, anh cá là lên cua hả? Gào sao nó mới đánh mình. À mát rồi. Rồi gọi để lên kìa. Phải. Điểm này có thể thịt được con này, xong rồi cái siêu thủ được một cái nữa là chỉ mất con này còn lại 8 máu. Đãi cho con này uống bình thuốc ngon hơn.
bốn máu vẫn sống. Rút cái lá nào qua phải đây, lá kế tiếp mình xài là lá thiên này. Gọi để nó hả? Không có lá đánh nào ngoài à, nó khổ gì đó. Ua 34 máu, mình còn 9 máu, không có lá nào đánh được hết. Một hai, bật cái siêu, bật cái siêu cũng chết à. Ôi rồi giờ đủ. Hero mình lên cấp nhận được thêm lá bài. Chết rồi, không có chỗ nào nghỉ luôn mày. Trời, đánh elite xong rồi đánh boss. Máu me gì xong đánh. Gùa hả? Cụ gùa không về ô gươm đi ra đây làm cái gì?
lý do. Này sao không xài được ta, nó không đâm. Nắm tôn ô đi 10 đam. Bảy đam cũng đỡ. Bốn đam, ôi my god. Mất 6 máu thì vẫn còn lại 5 máu. Không chết là được. Còn 3 máu. Mình sẽ đánh thằng này 12 máu. Chín thì còn lại là 17, 15 thì còn lại 2 máu. Hai máu. Bây giờ bên 3 máu, bên 2 máu. Phương sau nó ám lời quyền. Xài luôn cái lá fireball này. Ủa sao nó mất máu? Đang bất tử à? Mười đam vô đây. Hết cứu rồi. Có thể cứu bằng cách này thôi. 12 đam, vẫn sống nha. Bây giờ chém nó phát. Tám siêu. Hết hết hút được rồi. Vậy là thanh niên này chết chắc rồi. Mình không có lá đam nào để kết thúc nữa.
hết đỡ rồi. Mười là vừa đủ luôn á. Bây giờ không không thử lại đâu, chơi thua rồi thôi. Giờ đến boss lấy cái gì đó dính bị các bạn, tôi vô phép cho con boss đây. Chuẩn bị cận tử rồi mà sao? Chim nè, chim nè, chim nè, cá sấu nướng nè. Rồi thua rồi. Bọn nó chưa đánh nè. Ngồi táp em này sắp chết rồi, táp nó đi. Ủa sao lại 7 siêu? Cái này 3 với 3 là 4, 3 với 3 là 6 chứ. Hết cứu rồi. Có khi win á, tính kỹ lại. Lá này, lá này, lá này, và lá này. Win cho tôi. Cây một tôn gì tao. Ừ,
đi lên hả? À, không, vẫn đi xuống. Vui máu, vui máu lại cho cái ghép đầu tiên là sai, quá sai rồi. Đương này có gì ta? Cạc hiếm mà. Được đánh elite 2 lần vậy đi bên đây. Cái sai là cái gì? Mình nâng hết bộ bài luôn rồi. Mimit nào, Mimit gây 3 đam đều hết tất cả. Xài luôn lá này đi. Không nên lá thủ nào ta, bây giờ chưa dĩ dân mất là 54 máu rồi trời, nó lên 6 đam nữa. Em này mất 2 máu. Ủa không mất máu. Nhầm. Hai 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 con này nó không có mạnh mà nó quá trâu đi.
444 thì không sao. Trời ơi, nó ghét đá này, 15 mày đủ đam mày. Mất máu hơi bị căng tí, em này mất 8 máu lận, 8 máu là 5 máu mà. Gạch. Khi mà cái bạc ti máu của mình dưới 20 thì áp dụng cái mà lời quyền lên. Không hiểu cho lắm. Giờ đánh Lilith thì chắc tôi nghĩ là bay màu luôn á. Nấm gươm mà nó sẽ phá cái thế thủ của mình. Hút luôn lá này đi, đỡ suy nghĩ. Mười hai đam vô này. Đầu tiên là kéo cái lá siêu này qua đây, xong xài cái lá khiên này, xài cái lá chém này, xài lá amat. Sao đánh nó vãi, nhìn nhầm à, tưởng nó đánh vô này 12 giá phải, nó đánh em nó cái còn 5 máu. Sinai một kẹt là sao ta, không hiểu gì lắm.
6 thì nó sẽ đánh hai bên này. Đánh đúng nha, không có đánh như nãy nè. An Giang chém lá này, xài lá này. Chúng nó đánh vào đây. Đồ lưng lẹo. Quân sao mày chết? Mày làm gì mày làm? Ngứa. Ủa? Nấm ngơm nướng. Nó có nửa người mà đánh không lại nữa trời. Này không sao, nó trâu lắm. Tôi vừa có một pha chơi ngu gì như thế này này. Tôi dính 25% vậy. Mà nó chuyển mục tiêu qua em này luôn rồi. Đấm cái chết luôn á. 17 đam.
bot 2 lần mà vẫn vẫn tốn 1 điểm. Tính sai rồi. Pizza. Nó chuyển mục tiêu qua đây hả? Lá này không cần bút. Cho lên 20 đá mày. Lên 32 đá mày. 20 đam. Da. Không đủ điểm trời ơi. Thằng này bay màu luôn rồi. Còn 6 máu à? À. Cứu mày. Giờ sao? Con nào máu nó cũng nhiều vậy. Mười lăm đam. Hai mươi bảy tám.
Không có cả kỳ thao nó không cho chơi hết ta. Chơi gì kỳ gì? Rồi, thua chắc. Không có khả năng nào vào được. Hai thằng mười mấy máu. Ai mình dơi ơi. Chảy máu tức là nó đánh vô mình thì mình sẽ là hồi bằng cái số máu đó. Bây giờ mới chấp nhận bị nó hút máu ta. Nay lên là sao? Tức là hết cái tour này mình vẫn giữ được cái lá này. Biết giữ lại lá này rồi. Nhưng mà không biết nó đi được với sao không.
cho nó giết con này luôn, tuần sau mình xài con này để giết được nó. Hy sinh. Mày gì hả con, 84 đam nè. Phải, victory. Chơi lần đầu mà hên lắm mới qua được á. Team toàn thương binh tàn tật không à. Có khi nó ra cái hải sau nữa, tại nó hồi máu con này rồi. Rồi nó không cho hồi máu cái nhân vật đã chết của mình. Đùa nhau hả gì? Vãi lời con game. Không cho hồi máu nhân vật đã chết. Nhưng mà mình hồi máu cái này vô thì nhân vật nó cứu được á. Thôi, ngưng ở đây thôi. Tiệm này là hết đường đi tiếp rồi. Tôi thiết kế USB rồi, tôi chả hiểu được luôn. Sao mà thiết kế USB lỗi dữ vậy ta? Đầu hàng thôi. Ok, game chơi cũng rất là ổn áp nha. Hơi là khó lường, tính tính toán nhức đầu, đau đầu quá. Bye bye. Chúng ta được những cái gì đây? Để coi như được là 12 cái nến. Thì đời với mấy thanh niên này rồi. Thôi để lần sau nghiên cứu coi mua cái gì. Câu cá với đàn hầm mà không biết cá làm cái gì, nói chung chung quá. Cái áo tròn hai máu, hai máu đất dơ. Không biết xài nhân vật nào luôn. Rồi ok, bye bye anh em. Nói chung là game hay, rất đáng chơi nha. Một game thẻ bài, nghiên cứu mò mẫm cũng thấy là hơi đau đầu đó.